Được biết, mới đây ở huyện Marabasi, Tân Cương, Trung Quốc, một đám cưới của cặp đôi chú rể 71 tuổi với cụ bà 114 tuổi đã chính thức diễn ra trong sự chung vui của xóm giềng, cũng như gây chú ý tới truyền thông toàn thế giới. Chuyện tình yêu chân thành và nồng nhiệt của cặp đôi của ông cụ bà cao tuổi này khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Cụ ông tiết lộ, ông đã mất tới hơn một năm ròng rã theo đuổi cô dâu của mình mới được bà chấp thuận lời cầu hôn. Họ quen biết và gặp gỡ tại một viện dưỡng lão. Ông cũng chia sẻ thêm rằng, ban đầu chỉ thấy quý mến vì thấy cụ bà nấu ăn ngon. Dần dần tiếp xúc, cụ ông phát hiện bên cạnh tài nấu nướng, cụ bà còn là một người vô cùng tốt tính, hiền hòa nên đã rung động và theo đuổi hết sức nhiệt tình. Mặc dù bà vô số lần thử thách lòng kiên nhẫn của ông bằng cách từ chối khéo, nhưng chú rể 71 tuổi tâm sự chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Cuối cùng, sau nhiều thử thách, cụ bà nhận ra tình yêu chân thành của đối phương và chấp nhận lời tỏ tình. Cả hai quyết định tới đăng ký kết hôn trước khi tổ chức một đám cưới ấm cúng ở quê nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!